Chào mọi người đến với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Video này mình dẫn cho các bạn tham gia chương trình góp nhận 0.2 token block. Một token này đã cho swap qua sàn BNB trên một cái sàn Bankekep swap. 0.2 token block này mình sẽ swap qua bằng 0.66 BNB. Để tham gia dán các bạn click phần link mô tả của mình join vào kênh group kênh Chiller. Nó kêu mời 4 người bạn. Cái này là chương trình này góp này nó sẽ kết thúc vào ngày 5 tháng 11 nha tất cả các bạn, 2020 nó sẽ bắn khói các bạn. Thì nó kêu mời 4 người bạn là mình join vào kênh group Hachelor là hay là mình mời giới thiệu 4 người bạn các bạn. Mình cũng cái đó mình chưa gọi các bạn join vào còn bắt up lên. Chương trình này góp này các bạn cố gắng mời 4 người bạn nha tất cả các bạn. Các bạn join tiếp kênh Chiller nè. Rồi, các bạn join vào các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Rồi, đầu tiên các bạn đi địa chỉ email của mình nha các bạn. Rồi, ảnh nhân Quỳnh nè. Mình chẳng chứ mua gặp chú cơm. Các bạn xin em Telegram của mình các bạn. Các bạn vào ở cộng anh 1133, các bạn vào xếp tiếng khớp nha các bạn. Rồi, các bạn dùng địa chỉ với Smart Chain Wallet nha các bạn. Trên địa chỉ với chút Wallet. Con này nó rồi các bạn dùng địa chỉ Smart Chain nha các bạn cập nhật vào gõ chữ Smart Chain BNB nó ra nha các bạn, màu đen à. Con này nó chạy trên nền tảng chạy trên tảng C20 20 PET 20 và lên các bạn. Ê, các bạn chạy lên form của bạn copy địa chỉ các bạn chạy lên form rồi các bạn ghép này thì các bạn ghi cho mình a còng anh 111 a còng anh để phần link mô tả bạn bấm gỡ là xong các bạn. Vậy video mình đây kết thúc, chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha. Để mình tìm cái